xin chào các em. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 141 ở trang 58 trong sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2. Đề bài như sau: tỉ số của hai số a và b bằng 1 1 phần 2. Tìm hai số đó biết rằng a trừ b bằng 8. Như vậy, đầu tiên chúng ta sẽ có tỉ số của a và b sẽ là bằng 1 1 phần 2. Chúng ta ghi như sau: tỉ số của a và B thì sẽ là A phần B sẽ bằng 1, 1 phần 2. Chúng ta sẽ đưa về phân số là bằng 3 phần 2. Tiếp theo chúng ta có A trừ B bằng 8. Như vậy từ 2, từ hai phần này thì chúng ta sẽ rút như sau. Đầu tiên ta có A phần B của cô sẽ bằng 3 phần 2. Đây là hai phân số bằng nhau, do vậy chúng ta sẽ suy ra tích chéo bằng nhau tức là 2 nhân a sẽ bằng 3 nhân b. Vậy cô sẽ rút a theo b thì a của cô sẽ bằng 3 nhân b chia 2. Chúng ta có a bằng 3 nhân b chia 2 thì chúng ta sẽ thay a bằng 3 nhân b chia 2 vào a trừ b bằng 8. Như vậy cô sẽ thay A bằng 3 nhân B chia 2 Thì ở đây cô sẽ ghi là 3 nhân B chia 2 trừ B bằng 8 Vậy cô sẽ rút B ra ngoài thì sẽ còn 3 phần 2 trừ 1 nhân B bằng 8 3 phần 2 trừ 1 là bằng 1 phần 2 nhân B bằng 8 Vậy B sẽ bằng 8 chia cho 1 phần 2 B sẽ bằng 8 chia cho 1 phần 2, tức là 8 nhân với 2 phần 1. Vậy B sẽ bằng 16. B bằng 16 thì chúng ta sẽ thay B bằng 16 vào công thức là A bằng 3 nhân B chia 2. Thì chúng ta sẽ suy ra A sẽ bằng 3 nhân với 16 chia 2. Vậy A sẽ bằng 8. Chúng ta sẽ kết luận. Vậy số cần tìm là 3 x 16 chia cho 2 là bằng 24. Vậy số cần tìm là 16 và 24. Như vậy cô vừa hướng dẫn các em giải xong bài 141 ở trong sách giáo khoa.